Tiếp theo, Hồng Phượng mời quý vị và các bạn đi xem mưa đá ở làng TTC, nước Đức nhé. Ok, các cô chú, các anh chị, chúng ta lưu ý. Trong một vài phút nữa, chúng ta sẽ đến được làng TTC. Thì mình sẽ cùng nhau xuống đây và mọi người cùng đi theo em. Chúng ta sẽ đi chụp ảnh hồ nước, rồi chúng ta đi tham quan. Sau đó thì một lát chúng ta sẽ thăm xưởng sản xuất đồng hồ. Bây giờ là 12 giờ. Chúng ta nhớ cái giờ có mặt ở xe là 2 giờ 30. Các cô chú, các anh chị, chúng ta lưu ý. Bây giờ là 12 giờ. Những hạt mưa đá bằng đốt ngón tay kết tinh màu trắng rất là đẹp. Theo tác giả Thiên của Breaking News thì mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây giông gây ra. Kích thước có thể từ 5mm đến hàng chục cm, thường cỡ khoảng một vài cm, có dạng hình cầu không cân đối. Những hạt mưa đá thường rơi xuống cùng với mưa rào. Các chuyên gia khí tượng cho biết mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. Khi các đám mây gần mặt đất được các luồng không khí bốc lên cao thì phần trên của mây thường ở nhiệt độ dưới âm 20 độ C, khiến cho rất nhiều hơi nước trong mây biến thành những hạt băng nhỏ. Nhưng tầng mây ở dưới thấp hơn do nhiều nguyên nhân không thể ngưng kết lại thành băng, lại biến thành các giọt nước có độ lạnh dưới 0 độ C. Các luồng không khí không ngừng bốc lên cao sẽ đưa một khối lượng lớn các giọt nước lạnh này lên tầng trên của đám mây. Ngay sau đó, chúng đông kết với các hạt băng đang tồn tại ở tầng trên, làm cho thể tích của các hạt băng càng ngày càng lớn hơn. Khi trọng lượng tăng đến mức độ nhất định nào đó, chúng sẽ rơi xuống. Khi rơi xuống tầng mây thấp, mặt ngoài của băng lại được bao bọc thêm một lớp màng nước, đồng thời lại bị các luồng nước khi mạnh khi yếu đang không ngừng bốc lên cao tác động vào. Càng bị các luồng khí tác động lâu thì lớp áo nước của băng thể càng va chạm liên tục, dẫn đến dính chặt lẫn nhau, khiến thể tích của băng thể càng lớn hơn. Đến lúc này, các luồng khí không còn có thể tung hứng các băng thể được nữa, đành để chúng rơi xuống mặt đất gây ra những trận mưa đá. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng khoảng 5-10 phút và cũng có thể kéo dài từ 20 đến 30 phút.